Tao mang đồ trả lại cho chúng mày mà. Ui, cái gì đấy? Nguyệt thực à? Nhật thực à? Whatever thực thực gì đó. Ui, Eclipse anh em ạ. Cái định mệnh nó sẽ chỉ diễn ra nếu như mà con cho phép nó thôi. Con hãy làm bất cứ thứ gì cần thiết. Không phải bởi vì là nó đã được ghi đè lên. Đẹp vãi. Ui. Ui. Thế có hai con, thế bây giờ con này ở lại đây là như thế nào? Vẫn còn một con ở lại đây là sao? Ê, mẹ ARK2 ra vào đồ họa nó cũng tầm tầm như này thì xích nhỉ. Bọn chúng có món quà cho chúng ta.